tồn tại những cái thông tin rất là rõ ràng về ba cái thứ này, ba cái thứ này, à, về ba cái thứ này. Có những khoản nợ thì nó chỉ tồn tại một hai thông tin liên quan tới cái này, còn lại những cái thông tin khác thì nó sẽ bị khuyết mất, tức là mình có thể biết được là mình nợ ai và mình sẽ phải trả bao nhiêu, nhưng mà lại không biết được đâu là ngày mình phải trả cái món nợ đó, hoặc là mình biết được ngày phải trả nợ và trả bao nhiêu nhưng lại không biết được mình phải trả cho ai cái số tiền nợ đó. À, thì nó hay là như vậy. Thì hôm nay thì mình sẽ tập trung mình nói về những khoản nợ non hay determinable liability, tức là những khoản nợ mà nó rất là rõ ràng, rất là chi tiết và đầy đủ thông tin cho mình. À, thì những khoản nợ đó có thể là accounts payable, sales taxes payable, unearned revenues, short term notes payable, hay là payroll liabilities, là multi period no liability. À, rồi đầu tiên là mình sẽ nói về cái sales taxes payable, tức là thuế bán hàng. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2009 á, thì công ty Max Hardware bán một số cái dụng cụ, một số cái phần supply trị giá 7.000 đô cho mỗi khách hàng. À, và cái phần đó, tiền, tức là cái phần hàng bán đó thì nó sẽ phải chịu cái mức thuế sales tax là 6%, nó 6%. Như vậy á, thì bây giờ nếu như tiền hàng là 7.500 và 6% tiền thuế thì tổng số tiền mình phải thu khách hàng sẽ là bao nhiêu tiền nữa các bạn? Tổng số tiền mà mình phải thu của khách hàng là bao nhiêu tiền nữa các bạn? Bảy chín năm mươi thôi. 7.950 đúng không? Trong đó cái doanh thu ghi nhận của mình là bao nhiêu tiền? Dạ 7.500. Và 450 đô là cái phần tiền mình thu giùm ai? Cái 450 đô còn lại là mình thu giùm ai? Dùng nhà nước thôi. Thu giùm nhà nước đúng không? Và mai mốt mình phải có nghĩa vụ là mình nộp lại cái tiền đó nhà nước đúng không? Nên khi mình thu 450 đồng này, điều này cũng đồng nghĩa với việc là mình đang nợ nhà nước 450 đồng. Mình sẽ đưa vào cái tài khoản là sales taxes payable 450 đồng nhé. Rồi tiếp theo là Dạ ở thầy những cái ơi, thầy nghe. thầy record lại giùm lớp em với thầy. Rồi ok ha. Thì unearned revenue còn gọi là doanh thu chưa thực hiện, thì cái phần nợ này thì các bạn đã biết rồi đúng không? Cái phần nợ này phát sinh vì là mình đã nhận tiền nhưng mà mình chưa có làm ha. Thì vào lúc mình nhận tiền rồi mình chưa có làm thì mình sẽ cộng tiền, tức là mình tăng tiền và tăng nợ của mình lên, và tới lúc mình làm rồi thì mình sẽ có quyền ghi nhận doanh thu, và phần mà mình nợ người ta mình phải làm sao? Cả Giảm nó xuống thôi ha. Tiếp theo là short term notes payable. Thì short term notes payable đó là những giấy nợ trong ngắn hạn ta phải trả cho người khác, và những cái giấy nợ này thì nó sẽ, tức là những cái khoản nợ này thì thường, tức là những khoản nợ gọi là notes payable như này thì thường nó sẽ đi kèm với khoản gì? tiền Khoản lãi không lãi. phải. Lãi đó. Thì notes given to extend, đợi chút xíu. Ok ha. Thì notes given to extend credit periods, tức là cái những cái notes payable mà nó phát sinh vì là mình xin người ta gia hạn cái khoản nợ accounts payable của mình. Ha. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2009 thì công ty Matrix Company thì yêu cầu, tức là xin phép thằng Carter thì chấp nhận một khoản nợ, tức là một khoản notes payable trong vòng 90 ngày với lãi suất là 12% để thay thế cho cái khoản account payable trị giá 5.000 đô mà nó nợ thằng Carter. Tức là trước đó, trước ngày 1 tháng 8 năm 2009 đó, thì có thể là Matrix mua hàng của thằng Catcher, sau đó nợ thằng Catcher 5.000 đô. Và lúc đó thì Catcher nó ghi nhận cái khoản đó vào trong khoản account receivable, và thằng Matrix ghi nhận trong khoản account payable của nó. Ha. Nhưng mà tới ngày 1 tháng 8 thì có thể là Matrix không có điều kiện để trả được số tiền đó ngay lập tức. Thành ra nó xin phép thằng Catcher cho nó gia hạn khoản nợ. Và khi gia hạn khoản nợ thì nó xin phép thằng Catcher là sẽ trả kèm với một khoản lãi. Ha. Và do đó thì lúc này là Matrix nó sẽ chuyển cái khoản accounts payable nó thành một khoản notes payable. Mấy đứa nghe mấy đứa hiểu không?
Dạ hiểu thầy. Rồi để chuyển định để nghĩ cái giao dịch này thì đơn giản là thằng cắt thằng matrix nó sẽ giảm cái phần account payable của nó xuống và tăng cái phần gross payable nó lên là xong. Và cái vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ phải tính toán cái tiền lãi mà thằng matrix phải trả thằng cutter 5.000 đô tiền gốc 12% một năm và 90 ngày thì tổng số tiền lãi mà thằng cắt thằng matrix phải trả thằng cutter là bao nhiêu tiền các bạn? Có ai tính được không? Phần tiền lãi của thằng Matrix phải trả thằng Capture là bao nhiêu tiền? 100 600 đô hả thầy? 600 đô á. Không nhớ công thức tính lãi vay à? Chương 9 học xong bây giờ không nhớ gì hết à? Một trăm năm mươi đô thôi. Sao lại là 150 đô em? Giờ tổng một năm là 600 đô và nó chỉ trong 90 ngày. 90 ngày là một phần mấy của năm? Một phần tư. Công thức đơn giản mà đúng không? Mình lấy cái tiền gốc nhân với lãi suất và nhân với cái số ngày nợ chia cho bao nhiêu ngày. 360 ạ. Tìm ra được cái phần nợ, phần lãi suất là bao nhiêu? 150 ạ. Cái 12% là lãi của bao lâu? 12% là lãi của bao lâu? Cái số 12% người ta niêm yết đó là lãi bao lâu? Một năm ơi. Lãi một năm. Nhưng mà mình có nợ tới một năm không? Không. Mình nợ tới bao nhiêu ngày? 90 ngàn. 90 ngày thì cái lãi mình phải trả chỉ là mấy phần trăm thôi? 4%. 4 hay là 3%? À 3% nhầm nhầm. 3% của 5.000 đô là bao nhiêu tiền? Ok. Giờ công thức tính lãi mà cũng không nhớ nữa thì thôi, làm ăn cái gì đây trời. Rồi các bạn thấy ha, vào ngày trả tiền thì mình sẽ trả thằng kia là cái notes payable là 5.000 đô là tiền gốc nha. Và phần tiền lãi interest expense là chi phí lãi vay là 150 đồng. Và tổng cash mình trừ đi sẽ là 5.150 đồng, bao gồm 5.000 đô tiền gốc và 150 đô tiền lãi ha. Rồi, notes given to borrow from bank, tức là cái notes payable nó phát sinh vì mình vay tiền của ngân hàng. Thì promissory note này là một cái giấy nợ các bạn ha. Và cái giấy nợ này á, thì nó chỉ ra cái số tiền gốc mà mình vay của ngân hàng là 20.000 đô. Và mình vay vào ngày 1 tháng 9 2009. Và mình vay trong vòng bao nhiêu ngày các bạn? Mình vay khoản nợ này trong vòng bao nhiêu ngày? Ngày 90, 90 ngày. 90 ngày. Và cái lãi suất là bao nhiêu phần trăm? Giờ 6. 6%. Vậy thì tiền lãi mình phải trả người ta là bao nhiêu tiền? Lãi phải trả người ta là bao nhiêu tiền? Nhà 300 đô. 300 đô đó. Và thì vào ngày vào lúc mà mình vay tiền thì đơn giản là mình sẽ tăng cash và tăng cái notes payable của mình lên, tức là tăng cash và tăng phần nợ lên ha. Vì mình đi vay tiền mà, vay tiền thì cash phải tăng lên và notes payable cũng tăng theo. Và vào ngày trả tiền á thì mình sẽ trả số tiền gốc là 20.000 đô cộng 300 đô tiền lãi, và tổng số tiền mình trả sẽ là 20.300 đô. Trong đó thì 20.000 đô là tiền gốc và 300 đô thì là tiền lãi, interest expense ha. And period adjustment to notes. Thì như các bạn đã biết á, thì có những khoản nợ thì nó có thể kéo dài trong 2 chu kỳ, kế toán liên tục, 2 chu kỳ của kinh doanh liên tục ha. Tức là giả sử là mình vay trong vòng 3 tháng mà mình vay vào đầu tháng 12 của năm nay thì khoản nợ nó sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 của năm sau, tức là khoản nợ nó có thể kéo dài qua 2 kỳ kế toán ha. Thì tới cuối kỳ kế toán thứ nhất á, tuy là mình chưa phải thực hiện bất kỳ một khoản thanh toán nào nhưng mà đã có một thứ tiền đó thì nó đã âm thầm phát sinh ngay từ lúc mà mình vay tiền rồi, đó là tiền gì? Nghe tiền lãi. Tiền lãi. Thành ra là khi mà kết thúc cái kỳ hiện tại thì tuy là mình chưa phải trả bất kỳ số tiền nào cả nhưng mà mình sẽ phải ghi nhận cái chi phí, đó là chi phí liên quan tới cái gì, tới cái gì, chi phí liên quan tới cái gì, Lãi. lãi vay đúng không? Và bây giờ bạn coi cái ví dụ này,
Các bạn sẽ vay số tiền gốc là 8.000 đô vào ngày 16 tháng 12 năm 2009 bằng cách là ký một cái giấy nợ có lãi suất là 12% và nợ trong vòng 60 ngày nhé. Nếu mình vay trong vòng 60 ngày và lãi suất là 12% và tiền gốc là 8.000 đô thì tổng cái tiền lãi mình phải trả là bao nhiêu tiền? Tổng tiền lãi mình phải trả là bao nhiêu tiền này các bạn?160. 160 đô đúng không? Phải 160 đô không? Ok, 160 đô ha. Và đó là tổng tiền lãi mình phải trả đúng không? Nhưng mà tới cuối năm 2009 đó, thì khi các bạn chốt sổ năm 2009 đó, thì vì cái tiền lãi đã âm thầm phát sinh từ ngày mình vay tiền rồi, thành ra là mình sẽ phải chốt luôn bao nhiêu tiền ở bao nhiêu ngày lãi ở năm 2009. Hơn nửa tháng. Nửa tháng là bao nhiêu ngày? Giờ 15 ngàn. 15 ngày. 160 đô là tiền lãi cho 60 ngày. Vậy thì 15 ngày được, trong đó thì mình phải nhận tiền lãi là bao nhiêu? 40 ạ. 40 đô ha. Và 40 đô đó thì mình sẽ đưa vào mình sẽ nhận như thế nào? Làm sao để ghi nhận được 40 đô đó vào trong sổ của mình? Mình sẽ debit vào tài khoản nào và credit vào tài khoản nào? Debit vào chi phí lãi vay và credit vào account payable. Làm sao mà account payable được em? Nó là payable nhưng mà không phải là account payable, mà là cái gì payable? À. Nên là cái gì payable? Hả? Note payable. Làm sao mà note payable? Tiền đó tiền Interest lãi không phải payable. tiền gốc đâu, nó là interest payable ha. Vậy thôi. Mình sẽ chốt 40 đô vào phần chi phí lãi vay của năm 2009. Đồng thời là vì số tiền này mình chưa có trả và mình chờ tới kỳ sau khi nợ đáo hạn mình mới trả luôn. Nên là mình sẽ đưa vào phần interest payable, nhớ chưa? Ừ? Ok không? Dạ ok, em Và quên tài khoản đó. tới ngày mình trả tiền là ngày 14 tháng 2 năm sau là ngày mình trả tiền đúng không? Thì mình sẽ nhận như thế nào? Ok. Thì tổng số tiền mình trả người ta sẽ là 8.160 đô, trong đó 8.000 đô là tiền gốc và 160 đô là tiền lãi. Mà tiền lãi á, thì chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần nợ lãi của năm ngoái là 40 đô và phần thứ hai là phần chi phí lãi vay của năm nay là bao nhiêu đồng? Chỉ là Bao một nhiêu hai đồng? mươi À, 120 đồng. Cái 40 đô á, chi phí lãi vay 40 đô đó đó là mình đã ghi nhận chưa? Dạ Lãi rồi, vay 40 đô đó ghi nhận rồi đúng không? Ghi nhận ở đâu? Lúc nào? ghi nhận lúc cuối năm Năm nào? 2009 này. Ờ, 2009 rồi đúng không? Thành ra bây giờ là mình không đưa vào interest expense nữa mà mình chỉ trừ đi cái phần nợ lãi thôi, hiểu không? Chữ Dạ 120 đô chi hiểu. phí lãi vay là mình chưa ghi nhận ở năm 2010, thì bây giờ là khi mình trả thì mình mới nhận luôn. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Ok Yeah, không? ok. Ok. Rồi, phần tiếp theo của chương này là mình sẽ nói về cái phần là payroll liability, tức là cái phần nợ lương ha. Rồi, employers incur expenses and liabilities from having employees. Tức là các chủ doanh nghiệp á, thì người ta sẽ phải chịu những cái chi phí và những khoản nợ vì người ta có nhân viên. À, thì như các bạn đã biết, khi đi làm thì mình thường có những khái niệm liên quan tới mức lương của mình, như kiểu là cái gross pay hay là net pay. Và gross pay á, là mức lương tổng mà các bạn được trả nhưng mà chưa trừ đi các khoản chi phí, đang trừ đi khoản chi phí, thuế phí các kiểu. Còn cái net pay á, là cái khoản tiền gọi là tiền thực nhận của mình, là cái tiền lương bằng cái gross pay mà trừ đi cái khoản chi phí mà mình đã phải chi ra. Thì chi phí này bao gồm những phần nào? Trong cái phần tiền lương của mình thì mình phải sử dụng lương của mình để đóng những khoản tiền như thế nào? Ok. Thứ nhất là phần fee car taxes. Thì fee car taxes nó chính là cái Federal Insurance Contribution Act. Thì nó là một cái phần thu của nhà nước để dành cho cái mục đích là đóng vào cái phần bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của các bạn. À. Và thứ hai là phần federal income tax, tức là cái phần thuế thu nhập của liên bang. Và phần thứ ba là phần state and local income tax, tức là phần thuế thu nhập của tiểu bang. Và cuối cùng thì chính là phần voluntary deduction, tức là một số cái phần giảm trừ tự nguyện. Sau khi mình lấy cái mức lương tổng là gross pay, mình trừ đi tất cả những chi phí mà thầy vừa nói xong, thì mình sẽ được cái con số cuối cùng được gọi là net pay, hay gọi là lương thực nhận. À. Và thì cái FICA mình sẽ đóng như thế nào? Đối với FICA hay gọi là Federal Insurance Contribution Act á, thì mình sẽ đóng như thế nào? Đây là cái thứ tiền mình đóng để dành cho hai mục đích,
Thứ nhất là trả cho phần bảo hiểm xã hội, và thứ hai là phần bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội là dùng để làm gì các bạn có biết không? Bảo hiểm xã hội làm gì có biết không? Để đi trả làm lương hưu rồi thầy. À, để trả lương hưu ha. Và cái tiền mà phi ca mà đóng cho phần bảo hiểm xã hội á, thì trong năm 2008, hồi theo như số liệu hồi 2008 á, thì cái tiền phi ca mà đóng cho phần bảo hiểm xã hội á, thì nó sẽ là 6,2% của 102.200 đô đầu tiên mà các bạn kiếm được trong năm nhá. 6,2% của 102.200 đô đầu tiên mà các bạn kiếm được trong năm. Như vậy, nếu như mức lương của mình á cao hơn 102.200 đô thì mình cũng chỉ đóng tối đa là 6,2% của bao nhiêu thôi? 102.200. Ừ. Tức là mức lương của mình là 150.000 thì mình cũng chỉ đóng tối đa là 6,2% của 102.200 thôi. Mà nếu mức lương của mình là dưới 102.200, giả sử là 100.000 đi, thì mình sẽ đóng 6,2% của bao nhiêu? Của 100.000. Của 100.000 luôn. À, nên là đối với cái FICA mà dành cho phần Social Security á, thì số tiền tối đa mà mình phải đóng sẽ chỉ là 6.324 đồng nha. Tức là nó có giới hạn. Còn đối với cái phần FICA mà đóng cho phần bảo hiểm y tế á, thì nó sẽ là 1,45% của tất cả thu nhập của các bạn. Tức là nó có giới hạn nào không? Dạ không. Có không? Không. Thành ra là mình cứ phải đóng 1,45% của tất cả thu nhập của mình. Đoạn ha. Và cái employer, thằng employer, thằng chủ doanh nghiệp á, thì sẽ có nhiệm vụ là thu giúp người lao động cái phần tiền này và đem về đóng lại cho cái sở thuế vụ của thằng Mỹ. À, sở thuế vụ của thằng Mỹ. Cái thằng Internal Revenue Service. Tiếp theo thì là phần Employee Income Tax. Employee Income Tax tức là phần thu nhập của cá nhân, của cá nhân, thì cái tiền này thì sẽ được thu bởi chủ doanh nghiệp, và chủ doanh nghiệp thì sẽ giúp người làm công hay là người công nhân của mình thì đóng cái tiền này lại cho kho bạc, đóng cái thuế này cho kho bạc nha. Thì thuế thu nhập cá nhân thì được chia làm hai mức. Mức thứ nhất là đóng cho bọn thuế thu nhập cá nhân liên bang, và thứ hai là phần thuế thu nhập đóng cho chính quyền của các tiểu bang ha. Và phần cuối cùng thì mà sẽ được trực tiếp trừ vào lương của các bạn, đó chính là những phần giảm trừ tự nguyện. Thì những phần giảm trừ tự nguyện này là những phần giảm trừ mà do các bạn tự nguyện các bạn thực hiện ha. Các bạn nhờ cái người chủ sở hữu doanh nghiệp, tức là người chủ của mình, người ta trừ ra giùm mình để người ta đóng giùm mình những khoản này luôn nhá. Thì những khoản giảm trừ tự nguyện này là những khoản như thế nào? Có thể là tiền đóng cho công đoàn nè, rồi saving account, tức là tiền mở tài khoản tiết kiệm cho các bạn nè, hay là tiền đóng vào cái quỹ hưu trí gọi là pension contribution ha. Pension contribution, hay là tiền để các bạn mua những cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hay là tiền đóng cho những khoản từ thiện. Thì đây là những khoản tự nguyện mà các bạn có nhu cầu thì các bạn đóng, không có nhu cầu thì các bạn không cần phải đóng nhá. Còn lại cái thuế và cái phần mà đóng cho cái phần FICA thì bắt buộc phải đóng nhá. Còn voluntary deduction thì có thể không đóng vì các bạn, không sao, không có gì hết. Mà nếu như mình muốn đóng thì sẽ đăng ký với chủ doanh nghiệp và người chủ doanh nghiệp, hay là bộ phận SR, tức là bộ phận nhân sự đó, thì nó sẽ giúp mình trừ những khoản này ra từ tiền lương của mình và đóng giúp mình những khoản tiền này và những cái phần mà mình yêu cầu. Mấy đứa hiểu không? Dạ hiểu. Rồi ok ha. Và người chủ sở hữu doanh nghiệp thì người ta sẽ rút khoản tiền này ra, những khoản tiền này ra từ lương của các bạn và đem đóng lại, tức là từ cái gross pay á, từ cái lương tổng của bạn, và đem đóng lại cho những cái cơ quan mà có liên quan ha. Rồi ok. Thì đây chính là một cái bút toán để ghi nhận cái phần tiền lương, phần chi trả lương cho nhân viên ha. Thì tổng cái tiền chi phí tiền lương trả nhân viên là 4.000 đô. Nhưng trong đó nhân viên thì chỉ thực nhận được bao nhiêu tiền thôi các bạn? Tổng lương 3.126, và cái phần còn lại thì sẽ trích từ lương nhân viên ra để doanh nghiệp đóng những cái tiền này giúp nhân viên các bạn nhé. Rồi ok. Thì ngoài cái số tiền mà nhân viên trích từ lương của họ, tức là tự trích từ lương của họ để họ đóng ra, thì chính phủ cũng yêu cầu có một số cái tiền mà chủ sở hữu doanh nghiệp phải đóng thay nhân viên của họ, như là cái tiền FICA. Tiền FICA thực tế là nó sẽ được chia đôi ra, tức là cái tiền mà đóng cho bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội á, thì nó sẽ được, cái phí đó sẽ được chia đôi ra, và nó yêu cầu là doanh nghiệp phải đóng một nửa và người lao động thì phải đóng một nửa, và hai bên thì mỗi bên sẽ chịu 50% cho cái phần FICA này, tức là phần bảo hiểm xã hội và phần bảo hiểm y tế, thì nó chia làm hai phần, và doanh nghiệp trả cho các bạn, trả giúp các bạn một nửa, và các bạn thì sẽ trả cái nửa còn lại ha. Và cái phần mà doanh nghiệp chi trả thì nó sẽ được tính vào trong cái phần chi phí của doanh nghiệp các bạn ha. Và ngoài ra thì còn phải có thêm cái phần nữa mà doanh nghiệp cũng phải đóng cho các bạn, đó chính là cái phần thuế dành cho cái thất nghiệp. Thuế thất nghiệp thì thuế thất nghiệp nó cũng sẽ bao gồm hai phần, là thuế thất nghiệp đóng cho chính quyền liên bang,
và thuế thất nghiệp đóng cho chính quyền tiểu bang nhé. Và tổng để đóng cho hai cái này thì sẽ là 6,2% của 7.000 đô đầu tiên mà mình kiếm được trong năm nhé. Trong đó thì cái thuế thu nhập, thuế thất nghiệp mà đóng cho chính quyền tiểu bang sẽ là 5,4%, nên là cái thuế thất nghiệp mà chính quyền liên bang nó thu còn lại chỉ là mấy phần trăm thôi. Tổng của cái hai cái này thì sẽ là 6,2% cho 7.000 đô đầu tiên nhé. Nhưng mà trong đó thì đóng cho cái thằng tiểu bang là 5,4% rồi, nên thành ra là thằng liên bang sẽ thu lại được bao nhiêu phần trăm? 0,8. 0,8%. Và thuế thất nghiệp đóng cho liên bang thì gọi là FUTA. FUTA thì là 0,8%. Và SUTA đóng cho chính quyền tiểu bang thì là 5,4%. Hiểu không? Hiểu không? Ok không? Yeah, ok. Và cái tiền này thì do ai đóng? Lấy ra từ lương của nhân viên hay là chủ sở hữu đóng cho nhân viên? Chủ sở hữu. Người chủ đóng cho nhân viên nhá. Thứ nhất là cái tiền phi ca là chia đôi ra, chủ đóng nữa, nhân viên đóng nữa. Và thứ hai là tiền bảo hiểm thất nghiệp, gọi là tiền thuế thất nghiệp á, thì sẽ do người chủ đóng luôn ha. Và đây là cái bút toán mà dùng để ghi nhận những cái chi phí này, tức là những cái chi phí phát sinh từ cái việc trả lương nhân viên. Thứ nhất là cái phi ca, các bạn thấy nào, cái phi ca mà chỗ mà bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế á, ở đây là 24858 đúng không? Cái này là của chủ sở hữu đóng đúng không? Nhân viên đóng nhiều. Nhân viên thì đóng nhiều, chủ sở hữu đóng nhiều. Chủ sở hữu đóng 24858 còn nhân viên đóng nhiều. Đây là cái phần của nhân viên đóng nào. Nhân viên đóng nhiều. Đây là phần phi ca của chủ sở hữu đóng, nhìn kỹ nha. Rồi. Đây là cái phần phi ca của nhân viên tự đóng từ lương của họ là nhiều. Bao nhiêu mấy em? Rồi thôi rồi ha. Như vậy là chương 13 nó chương 11 nó đã xong rồi. Chương 11 thì mình chỉ học một nửa thôi chứ mình không có học hết. Bây giờ thì mình sẽ học tiếp chương 14 nha. Dạ thầy ơi, cho em hỏi. Hỏi gì em? Dạ, cái 248 với hai cái 58 nãy thầy kêu là hai cái thuế đó chia đôi giữa nhân viên với lại chủ doanh nghiệp. Vậy thì cái đó nó chia chưa thầy? Thế em thì chia chưa? Số 248 là số chia rồi hay là chưa chia? Dạ, chia rồi. Thì chia rồi. À dạ. Nó là chia đôi ra thì hai bên mỗi bên sẽ đóng cái phần bằng nhau mà. Như vậy là 248 thì phải là chia rồi chứ đúng không? Vậy là 248 là của nhân viên, còn 248 kia cũng của doanh nghiệp. Ừ, tức là 248 đầu tiên á là của nhân viên, nó tự đóng và rút ra từ tiền lương của nó. Và 248 còn lại á thì là của doanh nghiệp, lấy tiền của doanh nghiệp tự đóng cho nhân viên, hiểu không? Dạ dạ. Hai cái bảng đó, một bảng là thể hiện cái phần tiền nhân viên tự đóng và bảng còn lại là bảng phía sau là thể hiện cái phần tiền của doanh nghiệp đóng cho nhân viên, em hiểu chưa? Dạ rồi. Đợi xíu nha.
Ok. Bây giờ là mình sẽ học tiếp cái phần tiếp theo là một phần của chương 14, chính là phần nợ dài hạn, long term liability. Và trong cái phần nợ dài hạn chương 14 này á, thì mình sẽ tập trung là mình chủ yếu mình nói về một cái loại nợ được gọi là bond hay gọi là trái phiếu. Các bạn đã bao giờ nghe về cái từ trái phiếu chưa? Rồi ạ. Từ trái phiếu chưa? Rồi nha. Vậy thì trái phiếu là gì? Trái phiếu là gì? Theo em nghĩ thì trái phiếu kiểu giống như là một cái giấy vay nợ của doanh nghiệp đưa cho mình, kiểu giống như là mình cho doanh nghiệp vay nợ á. Trái phiếu á được gọi là một cái debt certificate hay là một cái chứng chỉ nợ. Chứng chỉ nợ đây nghĩa là gì? Tức là khi mà doanh nghiệp người ta bán trái phiếu ra ngoài thị trường á, cái hành động đó nó giống kiểu là doanh nghiệp đang làm gì các bạn? Vay nợ của mình, đi vay tiền. Yeah. Cái người mà mua trái phiếu của doanh nghiệp thì chính là những người mà cho doanh nghiệp vay tiền, hay còn gọi là cái gì của doanh nghiệp? Chủ nợ. Chủ nợ của doanh nghiệp, thế đứa hiểu không? Vậy thì mấy đứa có biết trái phiếu và cổ phiếu thì khác nhau như thế nào không? Trái phiếu thì trả lãi theo từng ấy và nó cố định, còn cổ phiếu thì ăn thua theo cái mức dao động của công ty đó, mức dao động của giá cả của cổ phiếu rồi đúng không? Dạ vâng, nếu công ty là người mà mua trái phiếu là người ta sẽ ăn là ăn cái phần tiền lãi mà công ty nó trả đúng không? Còn người mua cổ phiếu á thì đôi lúc công ty nó cũng sẽ trả tiền cho người giữ cổ phiếu. Và tiền đó thì gọi là tiền cổ tức. Có biết cổ tức không? Dạ biết. Ừ. Nhưng mà cổ tức á thì có phải là khoản tiền định kỳ mà doanh nghiệp trả cho người người sở hữu không? Trả cho cổ đông không? Dạ không. Tức là người ta có quy định nào rõ ràng về việc là doanh nghiệp bắt buộc phải trả cổ tức cho cổ đông định kỳ, đúng hạn và đúng số tiền không? Không. Không. Nhưng mà với tiền lãi thì phải sao? Tiền lãi trả cho trái phiếu thì sao? Trả cố định hàng tháng. Cố định, đúng kỳ, đúng hạn và đúng số tiền, đúng không? Đúng không? Phải không? Dạ. Yeah. Người mua trái phiếu thì gọi là chủ nợ, còn người mua cổ phiếu thì gọi là chủ gì? Cổ đông. À, cổ đông thì chính là chủ gì? À, người mua cổ phiếu. Chủ sở hữu. Chủ sở hữu doanh nghiệp. À. Và người mua trái phiếu và người mua cổ phiếu thì sẽ có quyết định, thì sẽ có cái quyền điều hành doanh nghiệp. Cổ phiếu á. À, cổ phiếu. Tức là cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu doanh nghiệp, còn trái phiếu thì chỉ đại diện cho là cái quyền chủ nợ của doanh nghiệp mà thôi. Và chủ nợ thì sẽ không có quyền tham gia điều hành doanh nghiệp, nhưng mà chủ sở hữu, tức là người cổ đông thì sẽ có. Hiểu không? Hiểu không? Và dù là trái phiếu hay cổ phiếu thì đó đều chỉ là những cái hình thức để giúp bạn có cái gì? Có tiền để phát triển công ty. À, có tiền để phát triển công ty ha. Nhưng mà theo các bạn á thì với tư cách là người chủ doanh nghiệp thì các bạn sẽ thích phát hành trái phiếu hay cổ phiếu hơn? À, trái phiếu ạ. Tại sao em lại thích phát hành trái phiếu hơn? Tại vì nếu mà phát hành cổ phiếu thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ mất đi một phần điều cái kiểm soát công ty. Nhưng mà em phải hiểu như này nè. Với trái phiếu á là em phải trả cái tiền lãi và tiền gốc đúng kỳ hạn và đúng số tiền. Nếu như em không trả, người ta có quyền kiện em phá sản đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy là cái nào sẽ rủi ro hơn? Cổ phiếu trái phiếu rủi ro hơn đối với người chủ doanh nghiệp thì phải trái phiếu rủi ro hơn tại vì nếu trái mà cổ phiếu hơn, đúng không? Yeah. Ừ. Nhưng mà người ta vẫn thích phát hành trái phiếu hơn, bởi vì sao? Bởi vì đúng như là thằng Long nó nói, khi mà mình phát hành thêm cổ phiếu á, đồng nghĩa với việc là cái quyền kiểm soát công ty mình á thì nó sẽ bị giảm đi hay gọi là bị pha loãng. Tại sao lại như vậy? Bây giờ thầy thử đơn cử như này ha. Cái quyền lực của em ở trong công ty á sẽ được thể hiện thông qua cái phần trăm cổ phiếu của công ty mà em nắm giữ. Là em giữ cái lượng cổ phiếu của công ty càng nhiều thì cái quyền kiểm soát của em đối với công ty đó nó sẽ càng sao? Càng lớn. Càng lớn. Và khi em giữ nhiều hơn 50% cổ phần của mỗi công ty thì tức là em sẽ là người chủ sở hữu duy nhất của cái công ty đó ha. Không cần biết là cái lượng cổ phiếu còn lại do ai nắm giữ, em sẽ là người quyết định, được phép quyết định mọi cái vấn đề của công ty, bởi vì em là người giữ nhiều hơn 50% cổ phiếu của mỗi công ty. Với đứa em mới đấy, hiểu không? Mấy đứa hiểu không? Dạ hiểu. Ừ.
Và khi mà công ty phát hành thêm cổ phiếu á, thì cái lượng cổ phiếu của em đang có mà chia cho tổng cổ phiếu mà của công ty trên thị trường á, thì nó sẽ như thế nào? Tức là cái phần trăm kiểm soát của em nó sẽ như thế nào? Bị giảm xuống. Bị giảm xuống. Và nếu như giảm xuống thì quyền lực của em trong công ty nó sẽ như thế nào? Sẽ giảm. Giảm theo. Và là người chủ sở hữu thì em có thích điều đó không? Dạ không. Không. Nên là mình sẽ ưu tiên huy động vốn bằng hình thức là phát hành cái gì? Trái phiếu. Trái phiếu trước ha. Mà chưa kể tới á, là cái tiền mà trả lãi cho trái phiếu á, thì còn được coi là một cái gì nữa? Cái tiền mà trả lãi á, thì coi là cái gì các bạn? Chi phí. À, chi phí. Và chi phí đó thì giúp mình đóng thuế như thế nào? Ít lãi. Ít lãi. À, vậy các bạn thấy trái phiếu nó có nhiều cái ưu điểm không? Có không? Có. Có. Dạ, có. Và chưa kể tới á, là cái việc mà vay nợ á, thì nó còn giúp cho công ty gia tăng cái tỷ suất sinh lời trên thành vốn lợi nhuận, gia tăng cái tỷ suất sinh lời trên thành vốn chủ sở hữu. Ha? Thì để hiểu cái lý do này thì thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ như là như này ha. Giả sử hai công ty á, nó đều có cùng cái mức lợi nhuận là 1 triệu đô, hay là 1 triệu đô. Nhưng mà công ty thứ nhất á, thì nó có khá là nhiều vốn chủ sở hữu, tức là nó sử dụng khá là nhiều vốn chủ sở hữu và nó có 2 triệu trong vốn chủ sở hữu. Ha? Công ty thứ hai á, lại chỉ sử dụng chủ yếu là nợ và chỉ có 1 triệu trong phần vốn chủ sở hữu. Vậy thì công ty nào sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận tốt hơn? Công ty mà xài nhiều vốn chủ sở hữu hay sử dụng ít vốn chủ sở hữu thì tạo ra cái, tức là sử dụng cái vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận tốt hơn. Có hai công ty, một công ty có 2 triệu trong phần vốn chủ sở hữu và một công ty thì chỉ có 1 triệu trong phần vốn chủ sở hữu thôi và phần còn lại nó đi vay nợ. À, cả hai công ty này đều có lợi nhuận là 1 triệu đô trong năm vừa rồi, là 1 triệu đô trong năm vừa rồi. Vậy thì nhìn vào đó bạn sẽ thấy á, là công ty nào đang có cái khả năng là xoay vòng vốn chủ sở hữu của mình để tạo ra lợi nhuận tốt hơn. Công ty có nhiều hay là ít vốn chủ sở hữu? Công ty đang nợ. Tức là công ty có nhiều hay là ít vốn chủ sở hữu? Ít vốn chủ sở hữu. Và cái việc vay nợ thì giúp công ty thể hiện được rằng là nó sẽ xoay vòng được cái vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Tốt hơn. Tốt hơn. À. Còn đó là một trong những cái tác dụng khác của nợ. À. Còn cái nhược điểm của cái nợ hay là cái trái phiếu thì là như thế nào? Thứ nhất là các bạn phải thực hiện thanh toán đúng định kỳ và đúng số tiền. Có được thanh toán, có được thiếu tiền không? Có được thiếu tiền của chủ nợ không? Dạ không. Không được phép thiếu nha, thiếu là bị kiện phá sản đó. Và thứ hai là trong cái trường hợp á, các bạn thấy á, cái tiền mà mình chi trả cho cái thằng trái phiếu á, đó là cái fixed payment, tức là những khoản thanh toán cố định. À, như vậy á, là trong những năm mà mình làm ăn tốt, mình có nhiều tiền thì không sao. Nhưng mà chỉ cần có một năm mà mình làm ăn không tốt, mà tiền của mình không nhiều thôi á, là ngay lập tức bạn thấy là những cái phần tiền lãi đó nó trở thành một cái gì? Nó sẽ thành một cái gì? Có phải nó sẽ thành một gánh nặng rất là lớn với mình đúng không? Đúng không? Dạ. Và mình có thể rơi vào tình trạng phá sản ngay lập tức chỉ với một năm làm ăn không thuận lợi mà thôi. Nghe hiểu không? Dạ hiểu. Rồi ok ha. Thì đây là một cái hình mà nó biểu diễn, tức là nó cho bạn thấy cái phần, tức là cho bạn thấy là cái phần niêm yết của một cái bond khi mà nó được giao dịch trên thị trường. Ha, thì bond này là của công ty IBM. Và công ty này thì trả một cái bond có cái phần lãi suất hàng năm là 7%. Và cái thời gian đáo hạn là maturity là 25 năm. Và cái yield là cái tỷ suất sinh lời của bond là 5,9%. Và cái khối lượng giao dịch là 130. Và giá đóng cửa thì là 119.25 đô. Và cái phần thay đổi so với ngày hôm qua là 1.25 đô. Ha. Thì bây giờ đó là một cái những cái thông số đơn giản thôi. Và bây giờ thì mình sẽ nói rõ hơn về cái bond, cũng như là quy trình phát hành bond, cũng như là cách ghi nhận kế toán trong lúc mà mình phát hành và trả lãi cho cái bond. Ha. Ok, đầu tiên thì là cái phần coi như là quy trình chúng ta phát hành cái bond, gọi là bond issuing procedures. Thì cái bond issuing procedures nó sẽ được thực hiện như thế nào? Ok, thực tế thì hầu hết các công ty đều sẽ không bán bond của mình trực tiếp cho nhà đầu tư ở trên thị trường, ha. Mà nó sẽ thuê một công ty được gọi là công ty underwriter, hay gọi là công ty bảo lãnh phát hành. Và công ty bảo lãnh phát hành này á, thì sẽ mua lại toàn bộ cái bond của cái công ty đó muốn phát hành, à, của công ty đối tác của họ muốn phát hành. Giả sử bây giờ mình có hai công ty A và công ty B, thì công ty B sẽ là công ty bảo lãnh phát hành như công ty A, và công ty A đó là công ty muốn phát hành trái phiếu. À, như vậy á, thì công ty B á,
sẽ có cái trách nhiệm là mua lại toàn bộ cái phần trái phiếu đó của công ty A và đem cái phần trái phiếu đó bán lại cho nhà đầu tư, tức là giúp công ty A phân phối lại nhà đầu tư ở trên thị trường. Và trong trường hợp nếu như mà họ không thể nào bán hết được cái lượng trái phiếu mà họ đang giữ của công ty A thì họ sẽ chính là những cái người mà phải mua lại, tức là phải giữ lại cái phần trái phiếu đó của công ty A. À, nhưng mà chắc chắn là để làm được việc này thì công ty A sẽ phải trả cho công ty B một khoản phí. Mấy đứa hiểu không? Ok không? Là đã bán cổ phiếu của mình mà còn phải trả thêm một khoản phí nữa hả thầy? Tức là em muốn bán mà bán cho nhanh á thì em sẽ thuê thằng bọn lãi phát hành để bán giúp em hiểu không? Dạ. Em bán, em bán hết, tức là em sẽ bán trọn gói cái lượng trái phiếu đó mà em muốn phát hành á cho thằng công ty B luôn. Và thằng công ty B đó thì sẽ đem cái trái phiếu đó đi bán lại cho nhà đầu tư khác. Em hiểu không? Và nếu nó bán không hết thì nó phải ôm luôn. Hiểu chưa? Dạ hiểu. À, nhưng mà để thằng B nó chịu làm việc đó cho thằng A, thằng A phải trả thằng B một khoản phí. Hoặc là nó phải bán thằng B cái lượng trái phiếu đó với mức giá như thế nào? Rẻ hơn. Rẻ hơn đôi chút. À, rẻ hơn đôi chút. So với cái giá mà nó sẽ bán trực tiếp cho nhà đầu tư ở bên ngoài. Nghe hiểu không? Dạ hiểu rồi thầy. Ok ha. Bây giờ là mình sẽ tìm hiểu về cái trường hợp đầu tiên. Ghi nhận. À, mình sẽ ghi nhận về cái trường hợp đầu tiên. Đầu tiên là mình bán bond với mức giá bằng với mệnh giá. À, ok. Thì bất kỳ một cái bond nào đó, nó sẽ có một cái phần giá trị được gọi là mệnh giá, hay gọi là face value hay là par value. À, và nó có một cái phần gọi là phần static interest rate. Static interest rate hay gọi là coupon rate là cái phần lãi suất mà bond nó sẽ trả cho cái công ty nó sẽ trả cho cái trái phiếu của nó. Và để tính được cái phần tiền lãi mà công ty nó trả hàng kỳ thì nó sẽ lấy cái phần tiền stated interest rate đó, tức là phần tiền lãi suất đó, phần trăm giá trị lãi suất đó, và nhân với cái mệnh giá, tức là cái face value hay là cái par value của cái bond, là nó sẽ ra được cái phần interest mà nó phải trả hàng kỳ cho nhà đầu tư nhá. Rồi ok, thì hiện tại là mình sẽ có một cái trường hợp thứ nhất là mình đang phát hành bond với mức giá đúng bằng mệnh giá. Hiện tại là mình đang có một số cái bond và tổng mệnh giá của nó đang là 800.000 đô, là 800.000 đô. Và những cái bond này á thì đang trả cái mức lãi suất là bao nhiêu tiền các bạn? 9%. 9% ha. Và những cái bond này thì có thời gian đáo hạn là bao nhiêu lâu? Thời gian đáo hạn của bond, những bond này là bao nhiêu lâu? Bao lâu mấy em? 20 năm hả thầy? Ờ, 20 năm. Và 1 năm thì cái bond này á nó sẽ trả lãi trong cho thành mấy kỳ? 1 năm thì cái bond này sẽ trả lãi thành mấy kỳ? 2 kỳ. Ờ, 2 kỳ ha. Tức là tổng cộng là nó sẽ trả bao nhiêu kỳ lãi? À, 40 nữa này. 40 kỳ lãi ha. Ok. Và vào cái ngày mình bán cái bond này á thì mình sẽ ghi nhận như thế nào? Ok. Chúng ta bán bond thì chúng ta nhận được số tiền mặt là bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 800.000. Và đồng thời là mình cũng sẽ hình thành một khoản nợ mình gọi là bonds payable trị giá bao nhiêu tiền trong sổ của mình? Cũng 800.000 luôn. 800.000 luôn. Hiểu chỗ này chưa? Cái này giống như đi vay nợ thôi. Đi vay nợ thì sẽ có tiền và có gì? Có gì? Và có nợ. Có nợ ha. Rồi, các bạn tính cho thầy xem. Nếu như phần nợ gốc là 800.000 và lãi suất là 9% một năm thì tổng tiền lãi phải trả một năm là bao nhiêu tiền? Tổng tiền lãi phải trả một năm là bao nhiêu tiền? 72.000. Ừ, 72.000. Và một năm mình trả làm 2 lần, tức là mỗi lần mình trả bao nhiêu tiền? 36.000. 36.000 ha. Và cứ mỗi lần mà mình trả lãi á thì mình sẽ nhận được cái phần interest expense, đồng thời là cash của mình thì nó sao? Giảm xuống. À, giảm xuống 36.000 các bạn nhé. Rồi ok ha. Rồi, đó là cái trường hợp mà mình bán cái trái phiếu của mình với mức giá đúng bằng cái mệnh giá ha. Trên thực tế á thì cái trái phiếu khi phát hành á thì có thể được bán với mức giá cao hơn hoặc là thấp hơn cái mệnh giá. Trong trường hợp mà mình bán cái trái phiếu đó với mức giá cao hơn mệnh giá thì mình sẽ gọi là bond sell premium. Còn nếu như mình bán cái bond đó với mức giá thấp hơn mệnh giá thì mình sẽ gọi là bond sell par. Và các bạn nhớ nha, chúng ta không quan tâm, tức là không cần biết là mình bán bond với mức giá bao nhiêu, thì tới ngày mà bond đáo hạn đó, à, bond đáo hạn đó, và tức là ngày khoản nợ nó đáo hạn đó, là mình sẽ phải trả lại cho người ta một phần tiền gốc đúng bằng cái mệnh giá của cái bond.
Thì sự đây này các bạn thấy nào, tiền lãi là mình trả hàng kỳ loại 6.000 đô đúng không, và 20 năm sau khi cái bond nó tới ngày đáo hạn thì mình sẽ phải trả lại những nhà đầu tư cái số tiền gốc ban đầu mình vay của ta là bao nhiêu tiền các bạn, là bao nhiêu tiền? 800 ạ. 800.000 đô nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ các bạn biết cách làm sao để biết phân biệt được trong trường hợp nào là bond được bán với mức giá cao hơn mệnh giá và trường hợp nào thì bond được bán với mức giá thấp hơn mệnh giá nhé. Rồi ok ha. Thì bây giờ các bạn thấy nào, hiện tại là mình đang có một cái số lượng bond mà có cái tổng mệnh giá là 100.000 đô nhé. Vậy thì bây giờ 100.000 đô này sẽ là số, cũng sẽ là số tiền mà mình phải sao? Phải sao? Số tiền nợ. Số tiền mà mình phải trả người ta sau khi cái bond này đáo hạn đúng không? Và cái ngày bond này đáo hạn đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Và bây giờ mình thử xem nhé. Bây giờ là liệu là mình có thể bán được cái bond này của mình với mức giá bằng mệnh giá tức là 100.000 đô hay là không? Rồi ok. Hiện tại á là cái bond này á nó đang có cái mức lãi suất mà chi trả nhà đầu tư là mấy phần trăm? Đố bạn biết là mấy phần trăm? Mấy phần trăm? Các bạn thấy có hai cái lãi suất đúng không? Một cái là 8%, một cái là 10% đúng không? Phải không? Dạ phải. Thì cái 8% hay còn gọi là cái static interest rate á thì nó chính là cái lãi suất mà bond nó trả cho nhà đầu tư. Còn cái market interest rate á thì nó là cái lãi suất mà các cái tài sản khác ở trên thị trường tương đương với cái bond này đang trả nha, đang trả. Tức là cái bond này á, cái trái phiếu này á thì đang trả một cái mức lãi suất như thế nào so với lãi suất trung bình của thị trường? Dạ thấp hơn. Thấp hơn lãi suất thị trường nó đang trả cho những cái tài sản khác. Gần giống như cái bond này, tương tự như cái bond này. Ha. Như vậy đó các bạn á, là cái mức độ hấp dẫn của cái bond này đối với nhà đầu tư là thấp hay là cao? Dạ là thấp, cao. Dạ thấp này. Sao vậy Thanh Vy? Giờ thầy hỏi em nha. Giờ có một thằng ngân hàng nó offer cho em á là nếu mày gửi tiền vào chỗ tao á, tao sẽ trả mày 8% lãi suất một năm. Và thằng ngân hàng thứ hai nó offer cho em á, nếu mày gửi tiền vào ngân hàng của tao, tao sẽ cho mày lãi suất là 10%. Và hai ngân hàng đó thì gần tương tự nhau về mức độ rủi ro nha. Vậy thì em sẽ thích gửi tiền vào ngân hàng nào hơn? Ngân hàng 8% hay 10%? Dạ 10 thầy. 10%. Vậy nếu như bây giờ cái bond này chỉ trả 8% trong khi là thị trường nó đang trả cho những tài sản tương tự là 10% thì cái mức độ hấp dẫn của cái bond này là thấp hay là cao? Dạ thấp thầy. Thấp đúng không? Vì người ta trả 10% trong khi là mày chỉ trả có bao nhiêu? 8%. Thì này dẫn tới là cái nhu cầu cho cái bond này nó thấp hay nó cao? Dạ thấp. Nhu cầu của bond này rất là thấp. Và nếu chúng ta bán cái bond này với giá đúng bằng 100.000 đô thì các bạn nghĩ coi là mình có bán được nhiều không? Có bán được không? Có bán được bond này không? Dạ không. Không. Và để thúc đẩy cái nhu cầu cho cái bond này tăng cao hơn và để bán hết được bond thì mình cần phải làm gì? Giảm giá. Giảm cái giá bond này xuống còn có 96.454 đồng cho 100.000 đô. Nhá. Tức là người ta chỉ cần bỏ ra 96.454 đồng là mình sẽ có được cái bond trị giá 100.000 đô. Ha. Tức là bây giờ là nhà tư chỉ cần mua cái bond này với giá là 96.454 đồng. Nhưng mà sau này khi người bond này đáo hạn thì người ta sẽ thì công ty sẽ phải trả cho nhà đầu tư là số tiền bao nhiêu? 100.000 đô. Ha. Như vậy là cái phần tiền lời của nhà đầu tư khi đầu tư vào cái bond này thì tới từ mấy nguồn? Tới từ mấy phần? Hai phần. Phần thứ nhất là tiền gì? Tiền lãi. Mấy phần trăm? 8. Và phần thứ hai là phần tiền gì? Dạ tiền lời khi mà người ta đáo hạn. Cái tiền chênh lệch giữa cái giá mua và cái tiền nhận được vào ngày nó đáo hạn đúng không? Đúng không? Dạ. Tức là hai cái đó là hai phần tiền lời khác nhau nhé. Phần 8% là một phần và phần thứ hai chính là cái phần chênh lệch. Mua thì mua có 96.454 nhưng mà nhận lại được thì nhận lại được bao nhiêu? 100.000. 100.000. Đó chính là hai cái phần tiền lời của người ta. Và theo các bạn thì thực tế thì mình chung quy lại thì theo các bạn nghĩ là cái phần tiền mà bond nó trả, tức là cái phần lãi suất thực tế mà bond nó trả cho nhà đầu tư nó phải là bao nhiêu phần trăm? Tuy lãi trả thì chỉ có 8% thôi nhưng mà còn có thêm cái phần giảm giá nữa. Thì tổng hòa hai phần đó lại thì bạn nghĩ xem là cái mức lãi suất thực tế mà bond trả phải là bao nhiêu phần trăm? Dự đoán xem bao nhiêu phần trăm thì nhà đầu tư đã được hài lòng? 10%.
10% đúng không, thì nhà tôi mới hài lòng đúng không. Còn nếu như em trả dưới 10%, người ta có thích không, người ta có muốn mua không? Dạ không. Không, tức là cái lãi suất của bọn nó trả thì đôi lúc nó có thể khác với lãi suất thị trường ha. Và để điều chỉnh cho cái lãi suất thực tế của bọn trả bằng với lãi suất thị trường thì ta sẽ điều chỉnh dựa trên cái gì? Cái gì của bon? Cái gì của bon? Giá trị, giá mua cái bon, giá bán ban đầu của cái bon, đúng không? Ok ha. Nếu mà lãi suất của bon trả thấp hơn lãi suất thị trường thì người ta phải giảm cái giá bán ban đầu của bon xuống. Còn nếu mà lãi suất của bon á trả mà cao hơn lãi suất thị trường thì theo các bạn người ta sẽ bán bon với mức giá như thế nào? Là cao hơn. Cao hơn cái mệnh giá, ha. Bởi vì nếu người ta trả cái mức lãi suất cao lãi suất thị trường thì nhu cầu cho bond nó sẽ như thế nào? Nó cao luôn thầy. Cao, và khi nhu cầu cho bond cao thì giá của nó cũng sẽ như thế nào? Giá sẽ cao lên. Cao lên, ha. Trong trường hợp mà cái lãi suất bond trả nó thấp hơn lãi suất thị trường trả thì mình phải bán bond đó với giá thấp hơn giá niêm yết và gọi là mệnh giá. Thì trong trường hợp như vậy mình sẽ gọi là bond sell at discount nha. Bond bán ở mức giá chiết khấu. Còn nếu như mà bond trả cái mức lãi suất mà cao lãi suất thị trường thì nhu cầu cho bond lãi suất rất là cao. Và dẫn tới á, là cái giá bond nó cũng sẽ cao theo và mình sẽ bán bond với giá cao hơn mệnh giá. Và trong trường hợp như vậy thì mình gọi là bond sell at premium. Mấy đứa hiểu không? Mấy đứa hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Bây giờ biết phân biệt trong trường hợp nào thì bond bán đến giá thấp hơn thì cao hơn mệnh giá chưa? Biết phân biệt chưa? Dạ rồi. Rồi ok ha. Bây giờ là mình sẽ học cái cách để ghi nhận trong trường hợp là mình bán bon với mức giá thấp hay cao hơn mệnh giá thì mình ghi nhận như thế nào nhá. Ok ha. Thì các bạn thấy á, trong trường hợp này á, mình đang bán bon với mức giá thấp hơn mệnh giá, hay mình gọi là bon sell discount nhá. Tức là các bạn nợ, tổng số tiền các bạn nợ người ta là bao nhiêu tiền? Cái tiền mà mình sẽ nợ người ta là bao nhiêu tiền? Tức là để ghi nhận như bán cái bon này á là mình sẽ nhận như thế nào? Đầu tiên là phần mình nợ người ta, tức là phần bond payable sẽ là bao nhiêu, giá trị bao nhiêu? 100.000. 100.000 ha. Nhưng mà phần tiền mình nhận về, tức là phần cash mình debit á, chỉ có bao nhiêu thôi? 964.454. Hiểu không? Vậy là cái phần tiền chênh lệch giữa cột debit và cột credit là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 3.546. Ok ha. Và cái phần 3.546 trên lệch đó, thì tụi em sẽ debit vào một cái tài khoản có tên gọi là discount on bonds payable nha. Discount on bonds payable. Và cái tài khoản discount bonds payable này á thì sẽ được trình bày như thế này trong bảng balance sheet của mình các bạn nhé. Cái phần discount bonds payable này á thì nó được gọi là một tài khoản gọi là contra liability account. Bởi vì cái tài khoản discount bonds payable á thì nó nằm ở trong cái nhóm các tài khoản liability. Nhưng mà khi nó xuất hiện á thì nó khiến cho cái tài khoản liability của mình nó là sao? Nó sao? Nó sao các bạn? Các bạn thấy nè, là cái phần bond mình bán ra thì có mệnh giá là 100.000 ha. Nhưng mà cái phần thực tế mình nợ người ta chỉ là bao nhiêu tiền thôi? Là bao nhiêu tiền? 96.000. Ờ, 96.454 đúng không? Và tức là cái tài khoản là 3.546 đồng này á, khi nó xuất hiện á, thì nó khiến cho cái phần liability của mình bị sao? Bị giảm xuống hả? Bị giảm xuống. Nó là tài khoản liability, nhưng mà khi nó xuất hiện thì liability mình lại giảm xuống. Nên mình sẽ gọi nó là cái tài khoản gì? Còn nhớ không? Những cái tài khoản nào nằm ở trong cái cột đó mà khi xuất hiện lại làm những giá trị cột đó giảm xuống thì chính là tài khoản gì? Contra. À, contra account. Ở cụ thể cái thằng này nằm trong nhóm nào? Nằm trong liability. Ừ, thì gọi là contra liability account. Hiểu không? Hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Bây giờ cái cục là 3.546 đô này á thì mình sẽ phải xử lý nó như thế nào? Rồi bây giờ các bạn qua để đây nhá. Các bạn coi giùm thầy xem cái bond này á thì nó sẽ đáo hạn trong vòng mấy năm? Dạ 2 năm. 2 năm và 1 năm mình trả lãi mấy lần? 2 lần. 2 lần thì tổng cộng là mình có mấy kỳ trả lãi? Dạ 4. 4 lần ha. Và bây giờ là mình sẽ lấy cái cục là 3.546 đô này á, mình chia cho 4, mình chia cho 4. Và sau khi mình chia cho 4 thì mình sẽ có số tiền là 887 đô, 887 đô. Và bây giờ mình sẽ xử lý như nào với số tiền 887 đô này? Ok. Cứ mỗi kỳ á khi mà tụi em trả lãi á ha, thì số tiền lãi tụi em trả sẽ là mấy ngàn. Lãi suất là 8%, mệnh giá là 100.000. Thì 1 năm mình trả mấy ngàn tiền lãi?
8.000. Ờ, mà chia làm hai lần thì mỗi lần trả mấy ngàn? 4.000. 4.000. Mà thực tế là cái chi phí tiền lãi, chi phí tiền lãi mình phải trả thực tế có phải chỉ là 4.000 không? Ừ, nó dạ. Còn 887 nữa. 887 đô xuất phát từ cái việc gì? Cái việc giảm discount. Ờ, discount. Và cái phần discount đó cũng có thể coi như một phần lãi mà mình đã trả trước cho người ta, đúng không mấy em? Đúng không? Dạ đúng, đúng không? Ừ. Nên là cái phần tiền lãi thực tế mà mình trả cho người ta có phải là 4.000 đô không thôi không? Dạ không. Mà nó phải là tới bao nhiêu? 4.887 đồng. À, mới là chi phí tiền lãi thực tế mà mình trả cho người ta. Và sau khi 4 kỳ đi qua và cũng là lúc mà bond nó đáo hạn thì cái tài khoản discount bonds payable của mình đó, nó sẽ về bằng mấy? Nó về bằng mấy? Không. 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 Ha? Là nó cũng mất luôn và mình cũng sẽ trả luôn cái phần nợ và mình nợ là 100.000 luôn. Mới đấy hiểu không? Dạ hiểu. Không? Rồi ok ha. Đó là cái trường hợp mà mình bán bond với mức giá chiết khấu. Bây giờ mình sẽ nói về trường hợp mình bán bond với mức giá premium. Ha? Tức là cao hơn mệnh giá. Các bạn thấy nào, bây giờ là mình đang trả lãi suất là bao nhiêu nào? 12%. Còn thị trường trả bao nhiêu? 10%. 10%. Mình đang trả cao hay mình đang trả thấp? Dạ cao hơn. À, mình trả cao thì nhu cầu cho bond mình nó sao? Nó cao. Nó cao, thì dẫn tới là mình sẽ bán bond với giá như thế nào? Giá cũng cao hơn. Cao. Và cụ thể là người ta đang cho tụi em biết là mình đang bán bond này với giá bằng bao nhiêu? 103546. 103546, tức là mình đã thu trước của nhà đầu tư một số tiền chênh lệch là 3546 đồng, đúng không? Bởi vì là mình bán bond với giá 103546 nhưng mà sau này mình cũng chỉ trả bao nhiêu thôi? Ờ, bao nhiêu? 100.000. À, 100.000 mà thôi. Thành ra tức là chỗ này là mình đang thu cao hơn của nhà đầu tư 3546 đồng ở thời gian ban đầu này. À, nhưng mà bù lại thì trong tương lai mình sẽ trả người ta cái số tiền lãi là tới 12% một năm và cao hơn thị trường 2%, đúng không? Dạ. Yeah. Nên là chung quy á, là tổng hòa lại á, thì bạn thấy á, là cái lãi mình trả nhà đầu tư á, thì nó chỉ loanh quanh ở mức nào thôi? 10%. À, 10% mà thôi. Tức là có thể nào cao hơn mức lãi suất thị trường trả được không? Chúng ta có đồng ý được đó không? Chúng ta có đồng ý là thực sự là trả nhà đầu tư cái mức lãi suất là cao hơn thị trường được không? Mình có đồng ý không? Dạ không. Không. Dạ không. Nhà đầu tư có cho phép mình là trả mức lãi suất thấp hơn thị trường không? Dạ không, không, không luôn. Không luôn. Thành ra là cái mức lãi suất cuối cùng mà cả hai bên cùng nhau thỏa thuận đó chính là chỉ là bằng mức nào thôi? Ở mức của thị trường thôi. Ờ, mức thị trường là 10% mà thôi. Tuy là tao trả lãi cao hơn á, trên giấy tờ như vậy á, nhưng mà tao lại bán bond với mức giá như thế nào? Cao hơn. Cao hơn. Thành ra là chung quy tổng hòa lại thì cái lãi tao trả thực sự thì nó cũng chỉ là loanh quanh mức bao nhiêu? 10%. 10% mà thôi. Mới đấy hiểu không? Bù qua sát lại thôi, hiểu không? Hiểu thầy nói không? Rồi ok ha. Nhưng mà thầy nghĩ là bây giờ thầy nói như thế nào chăng nữa thì chỉ trong vòng khoảng một tuần nữa bạn cũng sẽ quên hết kiến thức này thôi. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ của thầy, thầy mới phải nói thôi, thầy mới nắm. Rồi ok. Thì lúc này á, khi mình bán bond với mức giá gọi là premium á, thì mình sẽ thu về số tiền là 103.546 đồng. Nhưng mà cái phần bond payable của mình ghi nhận là chỉ là bao nhiêu tiền thôi? Bao nhiêu tiền thôi? 100.000. 100.000. 100.000 thôi. Nên là mình sẽ có một cái phần gọi là premium bond payable để thể hiện phần chênh lệch này là 3.546 đô. Và mình phải credit nó. À, credit nó. Và bạn thấy á, thì ngược lại với cái tài khoản discount bonds payable là contra liability account thì cái tài khoản là premium bonds payable thì nó sẽ được gọi là adjunct liability account, adjunct liability account. Bởi vì khi nó xuất hiện thì cái phần nợ của mình nó như thế nào? Nó như thế nào? Nó tăng lên. Nó tăng lên ha. Thực tế là mình đang nợ người ta đến 103.546 đồng lận. Và cái phần nợ 3.546 đồng dư ra này á thì sẽ được thanh toán từ từ thông qua cái tiền lãi hàng kỳ của chúng ta. Ha. Rồi ok. Giờ thầy sẽ thể hiện cho bạn coi nhé. Cái phần tiền lãi hàng kỳ chúng ta thể hiện cho cái phần 3.546 đồng này là như thế nào nhé. Bây giờ các bạn nhìn kỹ giúp thầy xem là cái bond này nó cũng giống như bond trước là có mấy kỳ trả lãi tất cả? 4 kỳ thầy. 4 kỳ. Và cứ một kỳ trả lãi là mình trả bao nhiêu? Bao nhiêu? Sáu ngàn, 6%. 6.000 đô, 6% là 6.000 đô đó ha. Và bây giờ mình cũng chia cái cục 5.546 này ra thành 4 phần là bằng 887 đô cho mỗi phần ha. Và cứ mỗi một kỳ trả lãi thì mình sẽ trừ cash của mình đi 6.000 đô, tức là mình phải trả người ta đúng 6.000 đô đó. Nên là cash của mình sẽ giảm đi 6.000 đô.
Nhưng mà 6.000 đô đó thì có phải là cái chi phí tiền lãi thực sự mà tụi em trả cho người ta không? Dạ không. Không đúng không? Bởi vì là trong 6.000 đô đó là tụi em nó thu trước của ta một phần là giá trị bao nhiêu rồi? 887. Ờ, thành ra là cái tiền lãi thực sự mà tụi em trả người ta chỉ là bao nhiêu thôi? Là 5.113. Ờ, nên là mình sẽ debit dần cái tài khoản Premium Bond Stable đi qua mỗi kỳ. Và tới kỳ cuối cùng, tức là hết 4 kỳ thì tài khoản Premium Bond Stable nó cũng sẽ về bằng bao nhiêu? Bằng không. Không, mà mình cũng sẽ thực hiện cái việc là trả thanh toán khoản nợ đúng bằng số tiền là 100.000. Hiểu chưa? Ok không? Dạ, hiểu. Các bạn có biết á, là trong cái chỗ này á, à, trong cái phần này á, thì cái phần nào là phần khó nhất không? Mấy đứa biết là chỗ nào là chỗ khó nhất của cái phần này không? Mấy đứa biết không? Có nào đoán được là phần nào là phần khó nhất không? Chắc là tính cái issue price thằng. Ừ đúng rồi ha. Làm sao tính được cái issue price này mới là cái vấn đề quan trọng nè. Làm sao biết được với những cái thông số như thế này, như thế này, như thế này. Cái issue price đó là cái giá mình bán bon phải là bao nhiêu thì nó sẽ là hợp lý nhất có thể. Mấy đứa có tò mò sao người ta tính được cái issue price này không? Dạ thì cũng theo cái định luật bảo toàn của 10% thôi. Thì mình tính theo cái 10% rồi mình trừ bớt ra từng cái lãi. Không phải đâu em, không đơn giản như vậy đâu. À, không đơn giản là như vậy đâu. Thực ra là người ta phải sử dụng một số cái công thức liên quan đến phần tài chính, liên quan đến những công thức tài chính bao gồm cái future value, tức là giá trị tương lai, giá trị hiện tại của những dòng tiền các kiểu. Và người ta discount thấu dòng tiền các kiểu để người ta ra được cái số 103.546 đồng. Chứ không phải đơn giản là mình cứ lấy mình nhân giống như mình học toán cấp 1, chuyển lãi nhân ra để lấy lãi mà mình lấy ra được con số là 103.546 đồng đâu. Tức là cái quy trình mà tính được con số 103.546 đồng á nó khá là phức tạp. Nên là thôi, thầy sẽ không dạy các bạn tính cái giá bon. Và thầy chỉ dạ cho thầy ơi. Hả? Cái tài khoản mà premium on bao á thầy, lúc nãy thầy nói nó thuộc nhóm tài khoản nào á? Nó cũng là tài khoản thuộc nhóm liability luôn, nhưng mà nó gọi là adjunct liability account. Đây nè, adjunct nè, thấy không? Đây nè, thấy không? À dạ. Ừ. Nó khác với thằng contra xuất hiện thì nó làm giảm, nhưng thằng adjunct thì nó xuất hiện thì nó làm tăng à? À làm tăng, hiểu không? Dạ hiểu rồi. Nên thôi, thầy sẽ không nhận các bạn tính cái giá bond đâu ha. Mình dừng ở đây là được rồi. Hồi sáng thầy có biểu diễn với lớp kia cái phần mà tính giá bond. Nhưng mà biểu diễn xong từ đó cũng lắc đầu lè lưỡi. Nên là thôi, thầy cũng sẽ không có dạy cái phần đó cho các bạn nữa. Mình chỉ biết cách nhận trong trường hợp là bán bond với giá cao hơn thấp hơn định giá, đó là bond set premium hay là bond set prime, thì mình sẽ nhận xử lý như thế nào được rồi. Chứ còn lại thì cũng không cần phải đi quá sâu vào cái việc định giá cái bond, vì đó không phải từ chuyên ngành của các bạn. Lớp này thì cũng không có bạn nào là bên kinh doanh chạy qua đây học ké cả, thành ra là mình cũng không cần phải check khe quá nhiều về cái vấn đề đó. Đơn giản nó chỉ là toán học thôi, toán học nó chẳng có gì cả. Mà thôi, mình sẽ để dành cái phần đó thì những bạn học về kinh doanh, về tài chính. Chúng ta dừng ở đây được rồi nhé. Thầy ơi, thầy có đầu tư trái phiếu không thầy? À không em, trái phiếu nó khó mua lắm, tại vì vốn nó rất là lớn nên là thầy không có đầu tư. Trái phiếu thường người ta mua, người ta ôm lô mà, chứ người ta không bán lẻ đâu em. Cái mức rủi ro cái trái phiếu như nào thầy? Rủi ro trái phiếu thì thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu nhé. Nhưng mà vì mức độ rủi ro của trái phiếu thì nó thấp hơn, thành ra là cái mức độ sinh lời của trái phiếu thì nó cũng sẽ bị giới hạn hơn cổ phiếu rất là nhiều. Các bạn thấy khi đầu tư vào cổ phiếu á, thì chúng ta gần như là không có bất kỳ một cái giới hạn nào cho cái mức độ sinh lời của cổ phiếu cả, bởi vì giá cổ phiếu nó phải tăng tới bất kỳ mức nào mà thị trường nó mong muốn. Và cái giá cổ phiếu nó phụ thuộc vào cái cung và cầu của cái cổ phiếu đó. Cái mức độ cầu, tức là cái nhu cầu cho cổ phiếu nó càng cao thì giá cổ phiếu nó sẽ càng tăng, và nó không hề có cái giới hạn cho sự tăng giá của cổ phiếu. Nhưng mà với trái phiếu thì ngược lại. Đối với trái phiếu á, thì người chủ, tức là người phát hành trái phiếu á, thì người ta chỉ trả cho các bạn một cái mức sinh lời đúng bằng cái lãi suất mà người ta đã hứa với các bạn từ trước thôi. Công ty làm ăn có tốt hơn đi chăng nữa thì người ta cũng không trả các bạn cái phần tiền lãi nhiều hơn. Thành ra bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái gọi là cái trần cho cái mức sinh lời của trái phiếu. Còn đối với cổ phiếu thì nó không hề có một cái mức trần nào cho cái mức độ sinh lời cả. Nhưng mà bù lại thì đầu tư vào trái phiếu thì sẽ có mức độ rủi ro thấp hơn, trong khi đầu tư vào cổ phiếu thì mức độ rủi ro nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
tụi các bạn không được hứa hẹn gì bất kỳ về những khoản thanh toán định kỳ nào cả. Nghe hiểu không? Dạ hiểu ạ. À. Ủa mà thầy ơi, thầy so với cái đầu tư đất đai với lại đầu tư vào cái sổ tiết kiệm ngân hàng á, thì cái trái phiếu nó có hơn không thầy? À, thực ra thì đầu tư vào trái phiếu thì chắc chắn là nó có thể có mức lãi suất là cao hơn ngân hàng. Bởi vì các bạn hiểu đơn giản là ngân hàng thì nó an toàn hơn rất nhiều so với các công ty. Và công ty khi phát hành trái phiếu á, thì thường là nó sẽ có mức độ rủi ro nó cao hơn so với bình quân của ngân hàng. Thì ra nó cũng sẽ phải trả cái mức sinh lời cao hơn so với ngân hàng, so với lãi suất ngân hàng nó trả. Nhưng mà bù lại thì nếu như công ty nó sụp cái là các bạn sẽ mất trắng. Và nhà nước cũng chẳng rảnh để đi cứu một công ty phá sản đâu. Ngân hàng phá sản nó cứu, chứ còn lại công ty bình thường phá sản thì nó sẽ không cứu đâu. Nên là đừng hy vọng quá nhiều. Ok. Và trái phiếu nó cũng chia làm 5-7 loại trái phiếu. Và trái phiếu nó phụ thuộc vào cái gọi là mức độ tín dụng, cái sản tín dụng của công ty. Thì nó sẽ chia vào nhiều cái dạng khác nhau, nó gọi là non-investment bond và investment bond. Và cái investment và cái non-investment bond đó, là cái dạng trái phiếu mà có mức độ tín dụng thấp á, thì nó hay gọi là junk bond, tức là những trái phiếu rác. Người ta sẽ phụ thuộc vào cái mức độ xếp hạng tín dụng của từng công ty để xếp hạng cái trái phiếu đó vào cái dạng là gọi là cái hạng mức nên đầu tư hay là hạng mức không nên đầu tư. À, ok. Và những cái trái phiếu nào có mức độ xếp hạng tín dụng càng thấp thì lãi suất nó trả nó sẽ phải càng cao. Nha. Rồi, hỏi gì nữa không? Đã, rồi, ok. À, thầy nghe. Lúc nãy em vô trễ 5 phút đó thầy. Vô trễ 5 phút, hình như thầy điểm danh là thầy điểm danh lúc... Dạ, em vô lúc 12:40 đó thầy. Mình là trễ mấy phút? Dạ, chắc tầm 9-10 phút vậy đó thầy. À, 9-10 phút chứ đâu phải 5 phút đâu em. Tại vì thầy nhớ lúc 11 giờ bảo 12:35 mà. Đấy, ấy là vô sau khi thầy điểm danh có 5 phút đó thầy. Rồi. Còn thằng nào nữa không? Này điểm danh luôn thể. Rồi ok, rồi rồi. Nếu không hỏi gì nữa thôi thì chúng ta có thể off. Thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ học nốt chương cuối cùng nhé. Rồi thứ 5 mình sẽ làm bài essay. Ok. Dạ. Yeah. Bye bye nha. Bye bye thầy. Dạ bye thầy.